lượng xấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian gần đây, một tờ báo trong nước là VN Express đã đăng tải hai bài khá nhạy cảm khi công khai cho biết sự thật ở Trung Quốc là dân rất phẫn nộ với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc xử lý dịch bệnh COVID. Bài thứ nhất có tựa đề Người Vũ Hán la hét khi Phó Thủ tướng tới thăm và bài thứ hai là Bí thư Vũ Hán hứng chỉ trích, phản đối hệ thống kiểm duyệt cả hai bài báo trên vn express có một điểm chung là đều cho thấy hệ thống kiểm duyệt hà khắc thậm chí là tàn bạo của đảng cộng sản trung quốc những bình luận người dân phản đối năng lực yếu kém của nhà cầm quyền cộng sản trung quốc đều bị xóa ngay tuy nhiên cái khó ló cái khôn người dân trung quốc vẫn tìm ra được nhiều cách vượt qua hệ thống kiểm duyệt tinh vi để lan truyền các clip điều thú vị là chế độ chính trị độc đảng toàn trị và hệ thống kiểm duyệt của cộng sản việt nam cũng giống hệt trung quốc qua việc đăng lại một bình luận của người dân Trung Quốc, có cảm giác như báo VN Express muốn lên tiếng yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam. Chấm dứt kiểm duyệt báo chí. Chúng ta có thể giải quyết các vấn đề bằng cách không che đậy chúng. Chúng ta phải đối mặt với các vấn đề một cách thực tế để có được sự thấu hiểu và ủng hộ từ quân chúng. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn huyên hoang là họ tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân thậm chí họ còn ghi hẳn vào hiến pháp quyền cơ bản này của dân họ luôn phủ định cáo buộc họ là một trong những quốc gia kiểm duyệt báo chí nặng nề nhất thế giới nhưng chỉ cần vn express đăng một bài thực tế về tình hình kiểm duyệt ở trung quốc là người dân việt nam có thể tự suy ra được tình hình bóc nghẹt tự do ngôn luận ở việt nam như thế nào giới cai trị ở việt nam và trung quốc đều nhiều lần khẳng định trong quá khứ là việt nam và trung quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo có chế độ chính trị tương đồng trích thông cáo chung của Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình ngày 15 tháng 1 năm 2017. Lòng dân hai nước đều ghét Cộng sản. Virus Corona đã phơi bày năng lực yếu kém, thói tốt khoe xấu che của giới cai trị Cộng sản Trung Quốc. Chính việc Cộng sản Trung Quốc che giấu dịch bệnh, bịt miệng những bác sĩ chính trực như Lý Văn Lượng khiến người dân càng giận dữ, bí thư mới của vũ hán là vương trung lâm lại càng đổ thêm dầu vào lửa khi cho rằng người dân trung quốc nói chung và vũ hán nói riêng nên biết ơn đảng cộng sản trung quốc và tập cận bình vì đã kiểm soát được dịch bệnh thói nịnh bợ với động cơ không trong sáng này của ông vương lại khiến cho bộ máy kiểm duyệt trung quốc rất vất vả để xóa những bình luận giận dữ của người dân cần nhớ đảng cộng sản trung quốc có hệ thống đàn áp có thể nói là tàn bạo nhất thế giới họ có thể cầm tù cả triệu người duy ngô nhĩ ở tân cương đàn áp Tây Tạng, đàn áp các trí thức đòi dân chủ như nhà hoạt động Lưu Hữu Ba, luật sư hứa Chí Vĩnh, giáo sư hứa Trương Nhuận, bác sĩ Lý Văn Lượng. Người dân Trung Quốc chỉ có thể có tài khoản mạng xã hội khi cung cấp tên thật, nhưng dường như họ không còn sợ hãi nữa mà sẵn sàng chỉ trích công khai đảng Cộng sản. Đó là dấu hiệu rất rõ về lòng dân ở Trung Quốc giống như một ngọn núi lửa đang bị đè nén và chỉ trực chờ tuân trào. Ở Việt Nam cũng thế, sự kiện bệnh nhân số 21 là ông Nguyễn Quang Thuấn và trước đó bệnh nhân số 17 là cô Nguyễn Hồng Nhung có thể là nguồn lây cho nhiều người khác đã hứng chịu báo gạch đá từ cộng đồng mạng. Một doanh nhân giàu có khác là ông Lê Thanh Hà, chủ tịch hội đồng quản trị công ty điện gió, cũng hứng chịu gạch đá tương tự khi cho nhân viên giới quyền đi cách ly thay. Những ngôn ngữ mà người dân sử dụng cho thấy họ cam ghét giới quan chức cộng sản và giới nhà giàu như thế nào. Không khó để thấy những lời bình luận vui mừng của người dân khi họ mong virus corona sẽ lây cho toàn thể giới cai trị. Thực ra giàu có là một điều tốt, dân có giàu thì nước mới mạnh. Nhưng ít người tin ở Việt Nam có người làm giàu chân chính mà chỉ giàu nhờ quan hệ mánh mung với giới cầm quyền cộng sản. Tâm lý ghét người giàu hay nói đúng hơn là ghét giới cai trị cộng sản và đám người dựa hơi cộng sản để ăn trên ngồi chốc. Có thể nói là khá phổ biến ở Việt Nam. Đó là điểm báo hết sức nguy hiểm cho tương lai của giới ca trị ở Việt Nam. Dấu hiệu rạn nứt và thay đổi Việc báo VN Express đăng những bài báo về sự bất mãn sâu rộng của người dân Trung Quốc đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy có sự thay đổi trong thái độ ứng xử với Cộng sản Trung Quốc của ít nhất một nhóm người có quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này cũng là bằng chứng cho thấy có sự rạn nứt lớn bên trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam khi không biết phải kiểm duyệt thông tin như thế nào. Bản thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chịu sự kiểm duyệt khi báo chí trong nước đồng loạt rút bài về sự việc ông khen bài thơ đất nước ở trong tim của cô giáo Trương Ngọc Thanh. Trong đó, cô Thanh khen ông Phúc vì có công chống dịch Covid-19. Có nghĩa là hiện có nhiều phe phái trong nội bộ đảng Cộng sản bất đồng với nhau, kể cả là Thủ tướng cũng không phải là có quyền lực lấn áp. Trong lúc cả nước dồn sức chống dịch Covid-19, với hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục xuất hiện chỉ đạo chính phủ thì hai nhân vật còn lại trong tam trụ là ông Nguyễn Phú Trọng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân lại đang vắng mặt trên báo chí từ nhiều ngày nay. Ông Trọng xuất hiện lần cuối cùng vào ngày 27 tháng 2 năm 2020, còn bà Ngân xuất hiện lần cuối trên báo chí vào ngày 13 tháng 2 năm 2020. Dư luận trên mạng xã hội đồn đại về quốc tang mà hai nhân vật này vẫn chưa chịu xuất hiện. Có thể hai nhân vật trên đang mắc bệnh nặng hoặc họ không dám trường mặt ra nhận trách nhiệm khi dịch bệnh đang hoành hành dù lý do gì đi chăng nữa thì họ cũng đang gây bất mãn trong dân và phản ứng tiêu cực từ những đảng viên cộng sản cao cấp khác ngân sách đang nhanh chóng suy kiệt lạn nứt nội bộ là một chuyện lớn một chuyện khác cũng lớn không kém là kinh tế quốc gia và ngân sách nhà nước đang chịu áp lực rất lớn do dịch bệnh nên đã có hàng chục ngàn doanh nghiệp chấm dứt hoạt động tiền thuế thu được chắc chắn sẽ giảm trong khi phải chi nhiều hơn để chống dịch các đối tác xuất khẩu lớn của Việt Nam như Mỹ và Liên minh châu Âu cũng đang phải hứng chịu dịch bệnh Covid-19. Số ca bệnh tăng cao ở Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức có thể sẽ khiến cho hiệp định thương mại tự do châu Âu Việt Nam mới ký trở nên vô nghĩa trong thời gian tới. Nguồn kiều hối từ Mỹ và châu Âu là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của chế độ cộng sản Việt Nam, chắc chắn cũng sẽ bị giảm mạnh. Ngoài thương chiến Mỹ Trung có từ trước khi xuất hiện dịch Covid-19, mới đây Ả Rập Saudi và Nga đã lao vào cuộc chiến giá dầu đẩy giá dầu xuống thấp một cách kỷ lục. Các chuyên gia dự báo là cuộc chiến giá dầu này sẽ kéo dài. Vì hai nước trên tìm cách chèn ép cho phá sản ngành dầu đá phiến của Mỹ và tìm cách giành giật thị phần của nhau. Nhà cầm quyền xây dựng kịch bản cho ngân sách nhà nước với giá dầu trung bình cho năm 2020 là trên 60 USD một thùng. Nhưng hiện tại giá dầu đang ở mức trên 30 USD một thùng, khiến cho thu ngân sách bị thiếu hụt từ dầu thô. Cộng sản Việt Nam đến nay vẫn cay cú vì họ cho rằng Mỹ đã mưu lật đổ chế độ Xô Viết bằng cách làm giảm giá dầu, khiến cho ngân sách Xô Viết kiệt quệ. Tương tự với một nền kinh tế do Cộng sản Việt Nam điều hành, chủ yếu dựa vào bán tài nguyên thô như dầu hỏa, khoáng sản, than, bán sức lao động giản đơn ở trong nước và nước ngoài của Mỹ từ xuất khẩu lao động, bán cô dâu thì một cú sốc kinh tế và giá dầu rất có thể sẽ khiến cho Cộng sản Việt Nam đi theo chân Cộng sản Liên Xô không có lòng dân và không có tiền, Đảng Cộng sản Việt Nam nên chuẩn bị cho những ngày cuối của họ trong một tương lai không xa. Đại hội 13 và cuộc chiến với ma Vẻ mặt như tự sát giữa cái đêm sao thừa kỳ dị chưa từng có, với mưa như chút, ông Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết bằng lời sấm truyền mà ông hết sức khiêm nhường, bảo đó là nôm na mượn của ông Hồ, rằng năm nay cả nước chắc càng thắng to. Lời sấm truyền đã trở thành lời rủa ứng ngay lập tức từ quý mở màn của năm 2020, cả nước thắng to trong cuộc chiến với Covid-19 mà nhiều bác sĩ nói là cuộc chiến với ma. Đó không chỉ là con ma dưới góc nhìn y khoa mà đó thực sự là con ma phủ bóng lên đại hội 13, giống như thể oan có đầu, nợ có chủ. Con bệnh đầu tiên của Hà Nội xuất phát ở vùng đất Thánh Ba Đình và yếu nhân được nó chọn để nhân lên sức mạnh là một giáo sư Mark Lê gần hết nhiệm kỳ trong tưng bừng náo nhiệt khắp nơi cùng với các con số đẹp ngút trời nào là cơ đồ chưa từng thấy nào là vị thế chưa từng thấy nào là đúng năm tiến tới đại hội đảng mở màn năm đã đầy rẫy những điểm báo kỳ dị cuộc cờ đại hội 13 theo đó là những ẩn số khó lường chưa thể phân định người thắng kẻ thua nhưng xem ra mở cơ hội cho ông trọng thể theo ý trời ý đạt mà tiếp tục ngựa trị chưa từng thấy ông giáo sư của các giáo sư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện vào lúc cơ đổ đất nước chưa từng có như ngày nay. Cũng không thấy nữ hoàng Võ Tắc Thiên xuất hiện như hình ảnh thường thấy khi bà ướn ngực đi duyệt binh giữa rừng gươm giáo. Vào thời mắc dịch, nữ hoàng Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian để nuôi tóc, ngậm miệng ăn tiền và tiếp tục trưng diện. Phó vua Trần Quốc Vượng sau khi đi thắp hương điện kính thiên diện kiến chị sáu côn đảo cũng ẩn mình kỹ chờ ma ra tay Ông này được mộng báo rằng trời đất nổi giận khi miền Bắc để mất ngôi vương, tai họa sẽ liên tục giáng xuống, nên không cần động thủ cũng ắt có sông rơi vào miệng khi ông trời ra tay hành đạo. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chơi ú tim với con ma Covid-19, ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hết lần này đến lần khác bị những người đồng chí của mình cho vào chồng. Trước mặt họ tung hô ông là bách chiến bách thắng, là người xứng đáng hơn môn người để tiếp quản ngôi vương nhưng sau lưng đầy hạ hê trước cảnh mà họ cho là trời đầy ông bởi Covid-19 gắn liền với sinh mệnh chính trị của ông thủ tướng. Kể cả là không gắn thì họ cũng bằng mọi cách trói buộc sinh mệnh chính trị của ông này với con này. Tuy nhiên xét về thực tế, không chỉ lần này mà đã có nhiều lần ông thủ tướng cũng giống như bị trời đầy. Có thể do ông quỵt nợ hoặc của ma quỷ hoặc là của thần thánh. Kiểu như đường tăng được rùa nghìn tuổi chở qua sông lúc sóng to gió lớn với điều kiện gặp Phật thì hỏi hộ nó bao giờ có thể hóa kiếp nhưng lại quên, nên lúc công thành danh tọa trở về thì bị nó hất lại xuống sông. Nói về cuộc cờ đại hội 13, giáo sư Nguyễn Phú Trọng mặc dù chân đi tập tễnh, tai ngãnh và tay run sau cơn bạo bệnh một năm trước nhưng vẫn không nguôi niệm. Ông luôn lo lắng sau mình sẽ không có ai đủ xứng đáng như ông để lèo lái đảng. Càng gần thời khắc ly biệt với chiếc ghế, tiếng lòng trong ông càng thôi thúc, không được buông bỏ ông xem trời xem đất ông lắng nghe tiếng nói của muôn dân và nhất là thời dịch bệnh thấy nhất là phải bám trụ cho đến hơi thở cuối cùng vào tháng 5 năm ngoái bộ chính trị đã ra được cái gọi là chỉ thị 35 để dành vé phớt cho cả loạt ủy viên bộ chính trị nhằm đáp ứng thực tế bức bách về nguồn nhân lực cho tứ trụ vậy không có lý gì để bộ chính trị không đẻ thêm cái chỉ thị tương tự cho bậc minh quân như ông nắm quyền đến trọn đời Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình có mối tình cảm đặc biệt. Tập Cận Bình thể hiện niềm tin gần như tuyệt đối với Nguyễn Phú Trọng. Như khi cả hai cùng thưởng trà trong một buổi sáng tinh sương tại nhà sàn ông Hồ ở giữa Ba Đình vào mùa đông năm 2017. Tập uống ực ngay chén trà mà Trọng đưa và khen thơm. Sức mạnh của Trọng trên chính trường Việt qua chén trà uống ực của Tập. Theo đó gần như trở thành thành trì bất khả xâm phạm. Có Tập, Trọng không có đối thủ tất cả người dưới đều răm rắp tuân theo trọng, cam tâm tình nguyện làm cái bóng của trọng. Và vào lúc này, tập dù có đang bận rộn với con Covid-19 thì ở xứ Đại Việt cũng không một ai dám nổi loạn, bởi họ đã bị khống chế quá lâu trong nỗi sợ hãi và sự an bài. Ông Dung và Phởn Phơ, thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng không việc gì phải tất tả, quan thầy của ông ta còn, đương nhiên ông ta còn ghế. Không còn thì ghế ông ta cũng vẫn còn, vì ông ta là hạt nhân miền Bắc, không thể để mất để mất là trái ý trời. Phó tướng Trương Hòa Bình cũng ung dung, việc của ông ta là làm sao ẩn mình cho tốt khi ghế tứ trụ trong tầm tay. Ai làm gì cứ làm, việc của ông đây là ngồi thảnh thơi, ngửi dầu gió cho thông mũi, thông cổ. Ông là hạt nhân miền Nam, không có ông không được. Mặc dù quá tuổi nhưng đã có chỉ thị 35 nới cho, ghế tứ trụ nữa có phần của Phạm Minh Chính, đơn kim trưởng ban tổ chức trung ương vì có công lao sáng tác ra đủ loạt vé vớt Phó tướng Phạm Bình Minh còn tuổi, nhưng nhiệm kỳ bộ trưởng ngoại giao thì không còn. Lên tứ trụ thì chưa đủ cơ, nên cầm lòng nhìn đồng đội tiến. Vui vẻ cuộc đời về áo xanh, áo đỏ. Vương Đình Huệ được chia cho ghế bí thư Hà Nội, sẽ tại vị cho đến lúc đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2026, nếu như không phải theo dốc Hoàng Trung Hải. Nguyễn Thiện Nhân bí thư sinh đẻ sẽ nghỉ hưu vào năm tới để chuyên tâm nghiên cứu việc sinh đẻ của chị em. Hãy xem con ma Covid-19 có thể mang đến những đổi thay gì cho cuộc cờ và ai có thể trở cờ. Đến từ Trung Quốc và đúng vào dịp hai nước Việt Trung kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam chuẩn bị tiến hành đại hội đảng với các nhân sự cấp cao nhất đều phải chịu bàn tay chỉ trỏ của thiên triều. Covid-19 là điểm lành hay dữ? Hiện nhiên chiến thắng được dịch bệnh này thì công lao trước tiên thuộc về thiên tài đảng ta đảng sẽ ca tụng đó nào là phép thử nào là cơ hội nào là động lực để phấn đấu hưng thịnh hơn giàu có hơn dịch bệnh dai dẳng không có hồi kết không có thắng không có thua ông thủ tướng sẽ là người đứng ở ngã ba và được dành cho chiếc ghế vô thưởng vô phạt thiên tài của đảng ta giáo sư trọng sẽ thể theo ý đảng lòng dân mà tại vị đến hơi thở cuối cùng về khả năng thất bại trước dịch bệnh thì hầu như là không chứ không bỗng nhiên vừa mới đánh nhau mà anh phó tướng Vũ Đức Đam đã oang oang hết cỡ đủ loại mỹ tử như vậy. Tóm lại dù là điềm gì đi chăng nữa thì giáo sư trọng, người tự cho mình sánh ngang với trời đất cũng sẽ bám trụ kiên cường để thế thiên hành đạo. Cả triều đình thì ơn hèn, thụ động chờ được ban phát ghế, cúi đầu cam chịu để dẫn dắt bởi người soạn sửa bước vào ngưỡng tuổi 80. Còn Covid-19 có thể mang lại cơ hội cho giáo sư trọng cứu nhân độ thế nhưng giáo sư Mark Lê có thắng được các con ma khác để còn giữ được mạng mà ngồi ghế hay không? Hãy thử nhìn Đinh Văn Ân, trợ lý của giáo sư Mark Lê, bằng mắt thường cũng thấy ông Ân ngày càng sống hồn ma của Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước nhập vào báo oán. Cần phải nhắc lại rằng đám ma Trần Đại Quang, họ hàng hang hốc Nhật Quang đã cố tình lũ lượt diễu hành vòng quanh quan tài ông này cả tiếng, để Tổng Bí Thư Trọng phải đứng phêu chờ câu giờ cho các bóng ma ở nhà tang lễ có đủ thời gian ám, không biết có phải là vì thế mà chưa đầy nửa năm sau ông trọng đã rơi vào cơn bạo bệnh và vô số các con ma khác vốn dĩ lẩn quất được ở dương san là nhờ bổng lộc của quan tham mà giờ các quan đang thành củi của người đốt lò vĩ đại không ai nuôi nên bọn chúng lúc này cũng chỉ còn con đường quyết đòi nợ máu.